bị bệnh này chỉ cần làm chuyện ấy là khỏi, chẳng cần thuốc. Bạn có biết chuyện ấy có thể chữa một số bệnh cực kỳ hiệu quả không? Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé! Chuyện ấy cực kỳ thú vị và dĩ nhiên bạn chẳng cần một lý do để làm chuyện ấy với đối tác. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chuyện ấy còn có khả năng chữa bệnh nữa đấy. Theo nghiên cứu, chuyện ấy có thể chữa và phòng ngừa một số bệnh cực kỳ hiệu quả. Đó là lý do để bạn siêng làm chuyện ấy hơn nữa, đúng không? Sau đây là một số bệnh mà bạn có thể ngăn chặn và chữa lành chỉ bằng cách làm chuyện đó. Cảm lạnh. Quan hệ tình dục kích thích một cơ chế đặc biệt trong hệ miễn dịch có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn gây cảm lạnh. Ngoài ra, nó còn có thể ngừa bệnh cảm lạnh thông thường. Đau nửa đầu. Nếu đối tác lấy đau đầu làm lý do để từ chối chuyện ấy, bạn có thể thuyết phục nàng rằng chuyện ấy có thể chữa lành bệnh. Một nghiên cứu tiết lộ ân ái có thể giảm đau đầu tới 29,5%. Viêm khớp. Quan hệ tình dục liên quan tới việc vận động cơ thể. Đây là bài tập thể dục tốt cho khớp. Mới đây, các chuyên gia y tế cho rằng sex có thể giúp cho những ai đang mắc bệnh viêm khớp. Nó có thể giảm đau, đồng thời giảm viêm. Vấn đề nha khoa. Hôn có thể ngừa sâu răng. Thậm chí người ta còn cho rằng ho ra sex sẽ tiết ra nước bọt giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng bám. Dư vị khó chịu sau khi uống rượu. Sau khi uống say, bạn có thể cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và uể oải vào sáng hôm sau. Nhưng nếu bạn làm chuyện ấy vào thời điểm này, bạn có thể cảm thấy khỏe khoắn hơn. Chuyện đó giải phóng oxytocin lẫn endorphin. Chúng giúp tăng cường tâm trạng của bạn. Ngoài ra, chuyện ấy còn kích thích cơ bắp. Lão hóa. Một số hóa chất chịu trách nhiệm trong việc giúp làn da sáng mịn. Chúng được giải phóng nhiều hơn khi bạn ân ái. Những người thường xuyên ấy được cho là lão hóa chậm hơn những người khác. Đây là phương pháp chống lão hóa tốt nhất. Làm chuyện ấy giúp giải phóng một hợp chất bảo vệ collagen trên da, đồng thời giúp tiêu diệt sờ chết. Bằng cách này, nó sẽ tốt cho da của bạn. Trầm uất. Chuyện ấy giải phóng một hóa chất giúp bạn bình tĩnh và cảm thấy tốt hơn. Nó có thể ngăn ngừa trầm uất, cải thiện tâm trạng. Trên thực tế, một số nghiên cứu cho biết tinh dịch có khả năng chống trầm cảm. Tim mạch. Theo các chuyên gia, chuyện ấy tốt cho tim mạch, đóng vai trò như một bài tập cardio. Nếu bạn ấy 2 lần trên tuần, bạn có thể giảm nguy cơ bị đau tim. Sờ chết. Làm chuyện ấy có thể làm bạn trấn tĩnh, giảm căng thẳng và sờ chết. Đây là phương pháp tốt nhất để giảm chết trong cuộc sống hàng ngày. Vấn đề sáng tạo. Những người làm công việc sáng tạo đôi khi rơi vào tình trạng bị ý tưởng. Nếu thế, nó sẽ giúp bạn tìm ra ý tưởng mới. Theo nghiên cứu, sự lãng mạn giải phóng năng lượng sáng tạo. Dòng suy nghĩ sáng tạo của bạn sẽ diễn ra trôi chảy hơn sau khi ân ái với người mình yêu. Chúc bạn sống khỏe! Gừng. Gia vị kích chuyện ấy, không lập tức nhưng lâu dài. Người bị rối loạn chức năng cương dương, bất lực có thể kết hợp sử dụng các loại thuốc hỗ trợ cương dương như Viagra kết hợp với gừng sau một thời gian sẽ thấy rất hiệu quả. Xưa kia, gừng được dùng như là một loại thảo dược trong việc chuẩn bị các món ăn, cũng như được sử dụng như là một loại thuốc để chữa bệnh thông thường. Ngày nay gừng được coi là một thực phẩm kích thích tình dục. Theo kết luận của các chuyên gia tình dục thì lưu thông máu kém có thể gây bất lực ở nam giới. Bởi vì các mạch máu bị hư hỏng hoặc suy giảm chỉ đơn giản là không để nhận máu vào và nở rộng ra ở mức cần thiết để đạt được sự cương cứng mạnh mẽ. Họ cũng nói rằng các loại thảo mộc nhất định, chẳng hạn như gừng, có thể giúp tăng sự giãn nở mạch máu và cải thiện lưu thông. Vậy nên, gừng là một loại gia vị rất hữu ích trong mối quan hệ của hai người. Gừng đã được sử dụng từ thời xa xưa như là một loại thảo dược, trong việc chuẩn bị các món ăn cũng như được sử dụng như là một loại thuốc để chữa bệnh thông thường. Theo các sách thảo dược, thì trong gừng có các hợp chất là zingerezo, sogao và dinzibezen. Các hợp chất zingerezo trong gừng được cho biết là có một số ảnh hưởng lớn đến các mạch máu, kích thích các cơn co thắt mạch máu. Lý do tại sao gừng hiện nay được coi là một thực phẩm kích thích tình dục là do tính chất dược liệu của nó chịu trách nhiệm kích thích lưu thông máu. Gừng được sử dụng để điều trị rối loạn chức năng tình dục với các phương pháp điều trị khác nhau tùy theo cách sử dụng gừng. Một trong các liệu pháp được gọi là zinger mosa.
Zinger Morsa là một liệu pháp được sử dụng trong y học Trung Quốc để điều trị chứng bất lực, có thể kết hợp các thuộc tính của gừng với thực hành Morsibut, một kỹ thuật có liên quan đến đốt cháy các loại thảo mộc tại các điểm châm cứu khác nhau dọc theo cơ thể. Nước gừng cũng được dùng như một lựa chọn trong việc điều trị chứng bất lực. Hỗn hợp của một nửa muỗng cà phê nước ép gừng với một nửa quả trứng luộc và mật ong sẽ mang lại lợi ích trong chữa bất lực, xuất tinh sớm. Thường xuyên uống nước gừng dưới bất kỳ hình thức nào cũng được chứng minh là một lựa chọn tốt hơn trong điều trị rối loạn cương dương. Mặc dù gừng là một gia vị kích thích tình dục, nhưng không có nghĩa là nó giúp bạn cương cứng ngay lập tức và không thể hoàn toàn thay thế các loại thuốc cường dương. Nhưng người đàn ông bị rối loạn chức năng cương dương hay bất lực, có thể kết hợp sử dụng các loại thuốc uống hỗ trợ cương dương, như Viagra kết hợp với các sản phẩm từ gừng và sau một thời gian sẽ thấy rất hiệu quả, và thậm chí có khi không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào. Hơn nữa, gừng là sản phẩm tự nhiên nên khi dùng sẽ ít phải lo các tác dụng phụ. Nếu dùng trong một thời gian dài có thể loại bỏ hoàn toàn các triệu chứng rối loạn chức năng tình dục. Món ăn thức uống từ gừng tươi giúp quý ông yếu sinh lý trở nên sung mãn. 1. Bóng cá khô nấu gừng. Nguyên liệu cần có: gừng 1 củ, bóng cá khô 30g, ích chí 30g, ba kích thiên 30g, táo đỏ 3 đến 5 quả nhỏ. Thực hiện: đầu tiên, các bạn ngâm bóng cá khô khoảng 10 đến 15 phút cho nở đều, sau đó dùng dao thái nhỏ và dài như sợi bún. Những nguyên liệu còn lại các bạn rửa sạch rồi cho vào nồi đun sôi, nhỏ lửa ninh trong vòng 3 giờ đồng hồ cho nhừ. Kiểm tra thấy những nguyên liệu đã chín nhừ, các bạn múc canh ra bát và thưởng thức khi còn nóng. Món ăn này có công dụng trị yếu sinh lý, bổ thận tráng dương, di tinh, chứng xuất tinh sớm và tiểu nhiều ở nam giới. Để đạt hiệu quả trị yếu sinh lý ở nam giới, các bạn nên dùng 3 lần mỗi ngày, thường xuyên thực hiện sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. 2. Gừng mật ong. Nguyên liệu cần có: gừng tươi 1 đến 2 củ, mật ong 3 thìa cà phê. Thực hiện: gừng tươi rửa sạch sau đó cạo vỏ và ép lấy nước cốt gừng. Trộn nước cốt gừng với mật ong để tạo thành hỗn hợp gừng mật ong. Sử dụng uống 3 lần trên ngày. Sau 2 đến 3 tháng áp dụng sẽ thấy hiệu quả cao. Những điều cần lưu ý khi áp dụng cách trị yếu sinh lý bằng gừng tươi: một số trường hợp không nên sử dụng gừng tươi vì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe như người bị cảm nắng, sốt không rét, vã mồ hôi, người chảy máu cam, đại tiểu tiện ra máu, bệnh trĩ chảy máu, ho ra máu, người bệnh tim, tiểu đường nên hạn chế sử dụng gừng.